Vâng, chào mừng các bạn. Thì hôm nay Thiện có mặt tại chùa Trà Cú các bạn. Thì hôm nay chùa Trà Cú chuẩn bị diễu hành cho mừng cho Trần Nam Khmer các bạn. Đây là Tết dân tộc của đồng bào dân tộc Khmer các bạn. Nha, một lát nữa thì đoàn sẽ diễu hành từ chùa Trà Cú đi khu vực Trà Cú và Thanh Sơn ra vòng lại các bạn. Nói chung một quãng đường rất là dài, mình nói ngắn thôi. Mời các bạn theo chân mình nha. Thank you.
bạn đoàn chùa Chùa Cú chuẩn bị ra khỏi cổng chùa các bạn. Thank you.